Xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã trở lại với kênh Mary Hằng Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay xin chúc cả nhà được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Và hôm nay mình nấu món lẩu thâm dâm, không cần nấu xương, rất nhanh và gọn. Và xin mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Và cũng xin cả nhà cùng vào bếp với mình coi mình nấu nhanh gọn thế nào nha cả nhà. Xin mời. Đây là cái cục thịt bò mình mua về, sau đó mình rửa sạch. Bây giờ mình cắt lát mỏng để mình nhúng lẩu á cả nhà. Cả nhà có thể mua nhúng bằng cái loại bò mà filet mignon hoặc là bottom brown. Cái này chắc tiếng Việt mình gọi là thịt bít tết á cả nhà. Cái chỗ mà con heo nó mềm nhất á thì mình mua cái cục đó về mình ăn nó không bị dai. Còn phần nó có mỡ thì mình cắt mỡ mình bỏ. Cả nhà thêm này tùy theo cả nhà nhé cả nhà. Cả nhà muốn cắt mỏng dày tùy theo cả nhà. Rồi bây giờ mình đi nấu nước. Vì trong cái nước này nó có xả với lại lá chanh thái và cái khóm mình bỏ trong tủ đá đó, thì mình lấy mình nấu. Rồi mình không có xài xương tại vì nấu lâu quá, cho nên mình xài cái loại súp gà đó cả nhà. Cái súp chicken roast, cái súp gà họ nấu sẵn, họ bán trong cái hộp gì nè cả nhà. Đó, mình xài cho 4 hộp. Xem mình thấy thêm nước thì mình nấu thêm tí xíu nước. Thêm nước lạnh cũng được, nếu không nhà chicken roast không cũng được. Trong lúc chờ đợi cho nó sôi thì bắt đầu mình đi rửa rau. Đây là rau salad son. Bên này cả nhà biết không, mùa đau một bó nên nó bán khoảng bây giờ khoảng 2 đồng đó cả nhà. Mình rửa xong rồi mình cắt khúc luôn. Rồi cũng cho nên lúc mình ăn mình không cần phải cắt. Nhưng mà nếu ở nhà thích để nguyên cọng thì để nguyên cọng. Còn mình thì cắt đôi hoặc cắt ba. Rồi bây giờ nước đã sôi thì bây giờ mình nêm nếm. Đây là cái thơm dâm paste, giống như nước cốt đó cả nhà. Mình xài 2 muỗng vuông canh, muỗng ăn canh đó cả nhà. Xài 2 muỗng vuông hoặc là 2 tablespoon vuông. Còn cả nhà muốn mà nó chua cay thêm thì thêm. Còn đối với khẩu vị của mình thì mình xài nhiêu đó là mình thấy đủ. Đây là bột niêm, đây là bột niêm mình làm sẵn. Rồi mình thêm cũng 2 tablespoon vuông. Rồi bây giờ mình nêm nếm cho nó vừa ăn, sau đó mình múc ra cái lẩu. Cả nhà nhớ nêm nếm vừa ăn theo cái khẩu vị của cả nhà, cả nhà. Theo mình, cả nhà mình thì mình thích ăn cái khẩu vị vậy cho nên mình nêm như vậy. Cảm ơn. Đó, bây giờ mình nuốt cái lẩu, bây giờ đợi sôi đó cả nhà. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã trong thời gian qua đã xem video của mình và ủng hộ mình. Và cả nhà thấy cái cách nấu nào nó ngon hơn, xin cả nhà comment cho mình biết để mình có thể học hỏi làm ngon hơn.
cách nào nhanh hơn nữa, cấp tốc nữa thì comment cho mình biết. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cảm ơn cả nhà, xin cả nhà tiếp tục ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký, like để ủng hộ mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cả nhà thấy cái nồi lẩu có ngon cả nhà? Mình rất là thích món ăn lẩu luôn cả nhà. Nhưng mà cái này là thèm đột xuất cả nhà, cho nên nấu bằng cái nước chicken rice. Nó nhanh nhưng mà nó cũng rất là ngon. Tại chicken rice thì họ nấu bằng nước xương đó cả nhà. Nấu già. Rồi xin mời cả nhà nha, đây là cái tô của mình đây. Chuẩn sẵn. Rồi mình cũng làm tô nữa cho bố của mấy bé, đút cho mấy bé ăn. Thì lẩu người lớn ăn ngồi trong kia sợ mấy bé nó chồm phỏng. Dạ cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà video kế tiếp. Bye bye.